Hoan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 18 tháng 11 2018. Chúng tôi đang có mặt tại hội trường của trường đại học UC Irvine thuộc miền Nam California nhân dịp đại lễ kỷ niệm 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam lần thứ 30. Và chúng tôi xin giới thiệu ông Vũ Viết Quyền, là chủ tịch Cộng đoàn Công giáo Giáo phận Noel. Xin chào ông. Lễ Thánh Tử Đạo thì theo truyền thống hàng năm chúng tôi vào khoảng tháng 11 chúng tôi có đại lễ các Thánh Tử Đạo. Nhưng mà tuy nhiên năm nay kỷ niệm 30 năm phong thánh, 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, nên cái chương trình rất là đặc biệt. Từ những bài giảng, từ những nghi thức, từ những nghi lễ đều là thay đổi và xúc tích hơn, thưa anh. Và chúng tôi là trưởng ban tổ chức nên tất cả mọi công việc chúng tôi đều phải chuẩn bị một thời gian rất là lâu, khoảng 2-3 tháng trước khi đại lễ. Thưa ông, chúng tôi biết ông vừa nói là kỷ niệm mà 30 năm, nghĩa là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh cho 117 vị vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Tại sao chúng ta không lấy cái ngày 19 tháng 6 mà kỷ niệm 117 thánh vị từ vị đạo mà lại rời vào ngày vào tháng 11, thưa ông? Thực ra thì bất cứ ngày nào mà bên tòa thánh họ cảm thấy là rất là thiêng liêng, rất là ý nghĩa và rất là linh thiêng và có thể phong thánh được thì họ chọn những cái ngày mà tùy theo ở trên bên Roma chọn. Chứ thực sự ra thì cái ngày đại lễ của chúng ta thì lại là một cái vấn đề khác, thưa anh. Vâng. Hàng năm vẫn cử hành vào tháng 11. Vâng, hàng năm thì vào tháng 11, vào khoảng tuần thứ 3 tháng 11 chúng tôi tổ chức, theo truyền thống tôi tổ chức ngày đại lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho tất cả mọi người, 16 cộng đoàn công giáo của chúng ta tại địa phận Orange đều được tham dự và được nhắc lại, ôn lại, kính nhớ các Thánh Tử Đạo và cũng là một cái hình ảnh mà để cho các con cháu của chúng ta sau này noi theo, và đó là những cái mầm đức tin sẽ truyền lại từ đời này cho tới đời sau và muôn đời, thưa anh. Chúng tôi được biết là Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn nói là có hàng trăm ngàn Thánh Tử Đạo Việt Nam, mà tại sao bây giờ chỉ có mới 117 thôi không, thưa ông? Thực ra thì với các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta có khoảng hơn 200 hoặc là 300, chúng tôi cũng không có nắm vững được, nhưng mà cũng phải mấy trăm ngàn. Thì tất cả những vị đó là đều là những vị Thánh Tử Đạo. Tuy nhiên chỉ có 117 vị Thánh Tử Đạo được phong thánh, có nghĩa là tất cả những hồ sơ, tất cả những cái sự chứng minh, tất cả những cái gọi là họ thấy rõ được cụ thể thì chắc chắn ở Đức Giáo Hoàng mới có thể làm nghi thức phong thánh cho các vị Tử Đạo được. Còn các vị kia thì có nhiều người họ chết không thấy xác, có người họ chết ở một cái nơi nào đó mà không có biết được. Vâng, thưa anh. Đó là vì lý do mà chỉ có 117 vị Thánh Tử Đạo thôi. Chúng tôi có một cái thắc mắc xin hỏi ông, không biết ông có biết không, là chúng tôi thấy chân phước Andre Phú Yên là một chân phước đã được tôn vào hàng chân phước rất là lâu rồi, và hình như bây giờ cũng chưa được làm thánh, phải không, thưa ông? Vâng. Thực sự ra thì như anh cũng đã thấy, bà Thánh Teresa cũng phải mấy chục năm, có Đức Giáo Hoàng đôi khi phải 40-50 năm, tức là khi mà là được nhận, được phong một chức thánh như vậy không phải là rất là dễ dàng, mà thực sự ra rất là khó khăn. Họ phải có những cái sự chứng minh làm sao cho đúng vị đó là xứng đáng là vị thánh thì bắt đầu lúc đó mới được tuyên dương phong thánh, thưa anh. Còn không thì họ phải chờ đợi những cái tài liệu, họ phải chờ đợi những cái chứng minh, và có thể đôi khi có người còn 100 năm chưa được phong thánh, thưa anh. Trước khi thánh lễ được bắt đầu đã có cuộc cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ La Vàng thật trang trọng với các hội đoàn công giáo trong giáo phận, và sau đó là phần thuyết giảng của linh mục Vũ Hải Đăng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau khi có đôi lời về hang toại đạo của các tín hữu tiên khởi trong thời gian đầu bị bách hại, họ đã phải sống trong hang ngầm dưới đất để khỏi bị giết. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chính Chúa là vị tử đạo đầu tiên chúng trên cây thập giá, và Chúa để lại cho chúng ta, Chúa đã dạy cho chúng ta bài học: không có tình yêu nào cao quý cho bằng người thí mạng sống mình cho người mình yêu. Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu đã làm chứng, và Chúa cũng kêu mời tất cả mọi người chúng ta
Và các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta cũng đã làm bằng chứng. Các thánh tử đạo đã làm bằng chứng qua chính cuộc sống. Làm chứng nào cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh, mất mát, thiệt thòi. Vì đòi ta phải ngược lại với thế gian sa đọa. Các vị thánh của chúng ta đã bị đặt trước thánh giá, bước qua là tiếp tục sống sung sướng, an nhàn. Không bước qua là phải chịu tù đầy, đòn vọt, mất tất cả, mất chính mạng sống. Chỉ cần một bước chân, mọi sự sẽ thay đổi. Đã có người bước qua, và cũng đã có người không chịu bước qua. Có người bị khiêng qua thánh giá, nhưng đã có người đã phải co chân lại như thánh Anton Nguyễn Đích. Có những người bước qua, sau đó lại suy nghĩ, hối hận. Đó là trường hợp của ba vị thánh quân nhân Austin Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Có người được mời giả vờ thôi, giả vờ bước qua thánh giá, để quan có cớ mà tha như thánh Micael, Hồ Đình Hy. Có lẽ các bạn chị em, thời giờ không có nhiều để tôi có thể nói hết tất cả những cái gương chứng nhân. Tôi thấy trong cuốn này, có lẽ mọi người chúng ta có cuốn này. Trong đây nói tới tiểu sử ngắn thôi của 117 vị thánh tử đạo. Ước mong chi chúng ta cầm cuốn này về, hãy chọn một gương sống để chúng ta sống. Sống như thế nào? Sống như các cha ông của chúng ta. Những dòng máu anh linh đã đổ ra để chúng ta noi gương theo. Thưa cộng đoàn phục vụ, khi nói đến tử đạo, có lẽ ngày hôm nay tôi muốn được trình bày cho tất cả cộng đoàn được biết có ba cái hình thức mà chúng ta biết vấn đề tử đạo. Tử đạo đỏ, tử đạo trắng và tử đạo xanh. Tử đạo đỏ có lẽ mọi người trong chúng ta biết, đó là các vị đã dùng chính máu đào của mình đổ ra để làm chứng, để xác định cái niềm tin vào Thiên Chúa. Những vị mà chúng ta biết có rất nhiều cách họ đã tứ mã phanh thây hay là tùng xẻo lăng trì. Họ đã làm rất nhiều những cái trước khi chết đã phải bị tra tấn dã man như thế. Vì những vị đó đã đổ máu và những giọt máu đó đã làm cho họ trở thành những vị tử đạo đỏ. Khi chúng ta nói tới tử đạo trắng là gì, thưa quý bà và anh chị em? Tử đạo trắng là chúng ta muốn nói tới những người đã dùng sự trinh tiết của mình, bảo vệ sự trinh tiết của mình, hoặc là những người đã dấn thân để đi tu, làm những tông đồ, làm những chứng nhân của Chúa để đi giữa dòng đời và mang tin mừng của Chúa cho mọi người. Đó là chúng ta nói tử đạo trắng. Còn tử đạo xanh là gì? Có lẽ tôi nói tất cả quý bà và anh chị em, những người Việt Nam tha hương, những người chúng ta sống ở những đất nước, chúng ta lúc nào chúng ta nhớ được rằng chúng ta có quê hương của chúng ta, dấu yêu quê hương Việt Nam. Khi chúng ta sống xa quê hương, mỗi ngày, mỗi năm tháng chúng ta mòn mỏi nhớ về những người thân yêu của chúng ta còn ở quê hương, thì chắc chắn được rằng chúng ta đang vọng nhớ, chúng ta nhớ đến người đó. Chính đó là cái tử đạo xanh. Nhưng mà thưa, chưa hết. Qua cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta đã hy sinh. Hy sinh để chúng ta có những cái hy sinh như thế nào? Kính thưa các bạn chị em, có lẽ mà ngày nay khi nói tới tử đạo, các thánh tử đạo ngày xưa, các ngài đã chết để làm chứng. Còn chúng ta cũng làm chứng qua cách sống của chúng ta. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự
đại lễ kính 117 thánh tử đạo Việt Nam được phong thánh cách đây 30 năm, cũng là bổn mạng của cộng đồng Công giáo Giáo phận Orange. Và sau bài giảng linh đạo về các thánh tử đạo Việt Nam, các Phật vụ phục vụ do các em thiếu nhi nhà thờ Saint Barbara và nhà thờ chính tòa Chúa Kitô phụ trách, phần hoạt cảnh tử đạo của bà thánh Ine Lê Thị Thành và phần biểu diễn trống do thiếu nhi trường Vị ngữ La Vang và đoàn trống Thiên Ân phụ trách với những tiếng trống thật hào hùng, là đến phần thánh lễ được bắt đầu do Đức Giám mục Kevin Van, Giám mục Giáo phận Orange làm chủ tế, các Giám mục Thomas Nguyễn Thế Thành, Linh mục Trần Văn Kiểm và các linh mục cùng đồng tế. Và sau phần vinh danh Chúa và các bài đọc lời Chúa là phần giảng thuyết của Đức Giám mục Thomas Nguyễn Thế Thành, Giám mục phụ tá Giáo phận Orange. Các thánh tử đạo Việt Nam là ai? Thưa các ngài, là những người bình thường như chúng ta, cũng biết đau khổ, cũng biết yêu sự sống, cũng sợ hãi trước cái chết. Nhưng các ngài đã dám chết vì niềm tin vào Thiên Chúa. Các ngài là những giám mục như Đức Cha Xuyên, Đức Cha Vinh, linh mục như Cha Tình, Cha Hưng, tu sĩ như Thầy Khang. Các ngài là những viên chức phần đời như ông Án Khảm, ông Lý Mỹ, những người có chức trong giáo xứ như ông Trùng Đích, ông Trùng Lượng. Họ là những người quân nhân trẻ như anh Thể, anh Huy. Các thánh tử đạo đến từ đất nước Âu Châu xa xôi và đa số là những người đến từ khắp ba miền của quê hương Việt Nam yêu dấu. Điều giống nhau là các ngài đã dám liều thân, đã dám chết để tuyên xưng cái tự do tuyệt đối với nụ cười tha thứ và với niềm tin kiên vững trong Chúa. Tôi xin kể câu chuyện của một vị tử đạo. Ngài nên thánh trước tiên qua cuộc sống gia đình. Một người có lòng tin mạnh mẽ, diễn tả qua đời sống trung thành với chồng, bộc lộ qua đời sống một người mẹ luôn luôn lo lắng chăm sóc con cái theo đạo giáo. Và khi đương đầu với sự bắt đạo gông cùng, tù đầy và bị đánh đập, đã không làm lung chuyển đức tin sắt đá của bà. Và vị thánh đó là Anne Ine Lê Thị Thành, quen gọi là bà thánh D, mà chúng ta được thấy các em cho chúng ta trước thánh lễ. Như chúng ta biết là bà sinh năm 1781 ở Thanh Hóa. Gia đình chuyển đến sinh sống ở Phúc Nhạc, ở giáo phận Phát Diệm. Và tại đây ngài bị bắt vào tháng lễ phục sinh năm 1841 vì giấu một linh mục ở rảnh phủ rơm lên trên. Ngài bị giam ở Nam Định và qua đời ở đó vào ngày 12 tháng 7 năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trì, thọ 60 tuổi. Thưa quý vị, câu chuyện của người tử vị đạo thứ hai tôi chia sẻ với quý vị, và vị tử đạo này rất gần gũi với chúng ta, đó là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tuy ngài không bị chém đầu, không bị đổ máu, thế mà ngài đã được giáo hội tôn phong như là một vị tử đạo. Trong lễ an táng của ngài tại Roma, phẩm phục trong thánh lễ là màu đỏ. Trong quan tài của ngài được đặt một tấm bia đồng. Việc này cho thấy sự kính trọng của tòa thánh dành cho Đức Hồng Y Thuận như một vị tử đạo. Đúng như vậy, cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận của chúng ta đã tử vị đạo bằng chính đời sống yêu thương, bằng chính đời sống tha thứ cho những người bắt hại mình. Sau hàng chục năm bị tù tội, bị biệt giam, bị chà đạp, ngài không hề kêu than trách móc. Đức Hồng Y Francisco xuất thân từ một gia đình có thể nói là gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam. Các cậu là Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Như, Tổng giám mục Ngô Đình Thục. Và sau cuộc đảo chánh năm 1963, gia đình ngài đã bị giết, bị tù đầy, bị nhục mạ, bị hãm hại và bị lưu đày. Tưởng mọi việc sẽ êm xuôi, nhưng mấy chục năm sau, bản thân Đức Hồng Y lại bị bắt bớ giam cầm bởi người cộng sản vô thần. Thế nhưng ngài không một lời trách móc, oán hận. Trái lại, ngài coi thời gian giam cầm như là những ngày tĩnh tâm được sống thân mật với Chúa. Dù ngài là Đức Hồng Y,
nhưng Ngài vẫn luôn luôn yêu kính cha mẹ mình và hãnh diện khoe vì mẹ chính là người dạy dỗ Ngài sống đức tin, sống yêu thương, tha thứ và trung thành với Chúa. Tôi còn nhớ câu chuyện Ngài kể về mẹ mình. Có lần cha Chu Quang Minh ở Mỹ cùng một linh mục Việt Nam ở Úc đến thăm mẹ tôi. Hai cha hỏi mẹ: bà cố có muốn Đức Cha Thuận làm hồng y không? Dạ thưa con không muốn. Vì sao vậy? Cha Minh hỏi. Mẹ tôi trả lời: bởi vì khi con cho con vào chủng viện, con chỉ xin Chúa cho con của con làm linh mục để tế lễ Chúa là con vui lòng rồi. Con đã đi tu làm linh mục rồi thì đâu còn ham muốn những chức quyền danh vọng gì nữa. Hai người mẹ, một người là Thánh Tứ Đạo, một người là mẹ của vị Tứ Đạo. Hai người mẹ đã là sống gương mẫu cho các bà mẹ Công giáo nói riêng và cho các phụ huynh và tất cả mọi người chúng ta trong đời sống gia đình ngày hôm nay nói chung. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong thời gian văn minh hiện đại. Chúng ta đang có đầy đủ mọi thứ tiện nghi của một nước văn minh nhất trái đất. Chúng ta không bị bắt bớ giam cầm. Chúng ta không bị giết bằng gươm đao súng đạn như xưa. Vậy thì tử vì đạo, chết vì đạo hôm nay nghĩa là gì? Bây giờ quý vị có đưa cổ cho người ta chém chắc cũng không ai chém. Vậy nhưng mà tử đạo ngày hôm nay lại bằng không phải bằng máu mà bằng mồ hôi, bằng nước mắt. Để làm gì? Để bảo tồn đời sống gia đình trong xã hội quá tục khóa này, chạy theo những giá trị tiền tài dục vọng. Chúng ta sống trong một xã hội mà thống kê cho biết khoảng 40-50% những người lập gia đình ngày hôm nay đã đi đến một ly dị phũ phàng, gây ra sự xáo trộn trong đời sống gia đình. Chúng ta sống trong một môi trường mà trong 100 người mẹ mang thai thì có tới 18 người mẹ phá thai, 1/5. Chúng ta sống trong một thế giới văn minh với bao máy điện tử, iPad, Internet, văn minh lắm, nhưng chiếm đoạt thời giờ dành cho nhau trong gia đình, chiếm đoạt thời giờ dành cho Chúa. Và bởi vậy chỉ có khoảng 30% những người Công giáo ngày hôm nay đi xem lễ ngày Chủ nhật. Rồi đến nạn đồng tình luyến ái cũng đã làm đời sống gia đình lũng đoạn không ít. Phải, chúng ta phải đổ rất nhiều mồ hôi nước mắt để giữ vững hôn nhân, để bảo tồn giá trị gia đình, để hy sinh dành thời giờ cho con cái gia đình, để thành thực tha thứ cho nhau trước sự tấn công khốc liệt của trào lưu thế tục, sức ép của vật chất, của ích kỷ, của quyền hành và tham vọng. Như thế, chết vì đạo ngày hôm nay không kém phần khốc liệt như xưa, như các vị tiền nhân của chúng ta. Và tham dự thánh lễ, ngoài các tín hữu, chúng tôi còn thấy có sự tham dự của các vị dân cử thành phố. Trước hết là ông Bùi Phát, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam Cali, Phó Thị trưởng thành phố Carangro đã chia sẻ cảm nghĩ. Tuy không phải là người Công giáo, nhưng mà tôi rất xúc động khi nghe lời phát biểu của Đức Giám Mục. Và tôi nghĩ rằng tất cả người Việt ở hải ngoại nói chung đều phải sống đúng đắn trong cái tinh thần làm sao chúng ta xứng đáng là một con người, xứng đáng với cái việc chúng ta đã có những cái rất nhiều cái lợi phúc lợi ở một xứ sở Hoa Kỳ này. Đừng quên đi đồng bào chúng ta còn đang bị kèm kẹp, còn đang bị lầm than, và chúng ta có cái trách nhiệm phải giữ vững cái gì là chánh đạo. Chúng ta phải nhất quát để mà đi theo cái niềm tin đó của chúng ta, thưa anh. Và ông Tạ Đức Chí, Thị trưởng thành phố, cùng ông Nguyễn Mạnh Chí, nghị viên thành phố Westminster. Chúng ta thấy được sự hy sinh của 117 thánh tử đạo, và hôm nay vô cùng cảm động thấy được hàng ngàn giáo dân cũng như là đồng hương đã đến cái trung tâm Brand Center của trường đại học UCI, và rất nhiều cộng đoàn Công giáo tại quận Cam cũng có mặt để mà tham dự thánh lễ, và thánh lễ hôm nay đã diễn ra không khí rất là cảm động, thưa anh. Thời xưa các ngài hy sinh bằng cái cách tử đạo, qua cái thân hy sinh cái mạng sống của mình, nhưng thời nay chúng ta thấy giống như là trong cái bài giảng của Đức Cha Thái Thành,
là chúng ta làm những cái việc gì hy sinh trong gia đình, hy sinh cho một người khác, hy sinh cho tổ chức, hy sinh cho đoàn thể, đó là cái chúng ta đang làm việc mà đi theo gương của các thánh tử đạo, thưa anh. Kính thưa quý khán thính giả, thánh lễ đại chào mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam sau đó đã được kết thúc với phần ngỏ lời cảm ơn của ông Vũ Viết Quyền, chủ tịch cộng đồng Công giáo giáo phận Orange, phần tặng tập ảnh 117 vị thánh tử đạo Việt Nam cho hai đức giám mục và phần ngỏ lời chúc bình an của đức giám mục Kevin Van và phần ban phép lành của đức giám mục chủ tế. Chúc mọi người đã đi trong bình an và sống theo gương các thánh tử đạo năm xưa trong tinh thần kính Chúa yêu người. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.